Lại nữa, năm uẩn như vậy nhiếp thuộc bao nhiêu đế, lại các đế đây nhiếp thuộc bao nhiêu uẩn, nên biết ba đế và năm uẩn xoay vần nhiếp lẫn nhau. Diệt đế và các uẩn không nhiếp lẫn nhau, vì tánh diệt đế là chỗ hiện hiện kia tịch tĩnh vậy. Hỏi: như trong thành văn địa đã thuyết, ở trong bốn đế có 16 quán hành, cớ sao ở khổ đế có bốn quán hành? Đáp: vì muốn đối trị bốn điên đảo, một hành đầu tiên đối trị điên đảo đầu tiên, một hành kế đối trị điên đảo thứ hai, hai hành sau đối trị điên đảo thứ ba và thứ tư. Hỏi: cớ sao ở tập đế có bốn quán hành? Đáp: do có bốn chủng ái, bốn chủng ái đây do thường lạc tịnh ngã ái sai khác để kiến lập sai khác. Ái thứ nhất làm duyên kiến lập ái hậu hữu, ái thứ hai thứ ba làm duyên kiến lập ái đồng hành hỷ tham và ái hỷ lạc kia kia. Ái sau cùng làm duyên kiến lập một ái riêng, ái đây đuổi theo tự thể. Sao gọi là ái? Vì ở nơi tự thể gần gũi, yêu thích, ẩn sâu. Sao gọi là ái hậu hữu? Vì truy cầu tự thể đường lai sai khác. Sao gọi là ái đồng hành hỷ tham? Ở hiện tiền hoặc ở nơi sắc hương vị xúc pháp, khả ái đã đắc mà sanh khởi ái tham trước. Sao gọi là ái hỷ lạc kia kia? Ở nơi sắc khả ái khác lại khởi thích, khởi yêu thích mong cầu. Hỏi: cớ sao ở diệt đế có bốn chủng quán hành? Đáp: do chỗ hiển bốn chủng ái diệt. Hỏi: cớ sao ở đạo đế có bốn chủng quán hành? Đáp: do năng chứng bốn ái kia diệt. Lại nữa, như thành phần địa đã thuyết 10 chủng hành tướng hoại trong đầy vô sở đắc là sao? Vì chỉ có cần, chỉ có cảnh giới, chỉ có kia sở sanh thọ, chỉ có kia sở sanh tâm, chỉ có kế chấp ngã, ngã tưởng, chỉ có kế chấp ngã, ngã kiến, chỉ có ngã, ngã ngôn thuyết hí luận, trừ bảy điều đầy. Thật tướng ngã khác rõ là chẳng thể có được. Không tự tại là sao? Vì các duyên sanh tướng vô thường khổ nhiếp lấy các hành liệt tướng ngã. Hỏi: 10 hành tướng đây thì hành tướng nào nhiếp hoại khổ? Đáp: do hành tướng kết và biến hoại tăng thượng sanh khởi yêu não, nên biết là tánh hoại khổ. Chẳng phải duy chỉ có biến hoại, vì người đã lìa yêu tùy lại gặp gỡ mà kia chẳng thể gây hại được. Hỏi: những hành tướng nào nhiếp khổ khổ? Đáp: do hành tướng không khả ái. Hỏi: những hành tướng nào nhiếp hành khổ? Đáp: do hành tướng không an ổn. Lại nữa, như kinh nói, sanh khổ lược nhiếp năm thủ uẩn khổ. Các tướng khổ như vậy, khổ khổ nhiếp bao nhiêu? Năm khổ đầu như tiền, hoại khổ nhiếp bao nhiêu? Hai khổ ở phần giữa, hành khổ nhiếp bao nhiêu? Một khổ sau cùng. Lại nữa, bảy khổ đầu nhiếp thuộc khổ khổ, phiền não tịnh diệu sở đối trị nhiếp thuộc hoại khổ, một khổ sau cùng nhiếp thuộc hành khổ. Cho nên Thế Tôn nói, tâm nhập vào biến hoại lại tác nói như vậy. Vì chuyển cái về lãnh thọ kia, tâm phát sanh các yêu khổ, vì biết phiền não hoại khổ, cho nên đạo lý khổ thành tựu. Lại như kinh nói, có bốn chủng khổ: một sanh khổ, hai nội duyên khổ, ba ngoại duyên khổ, bốn thô trọng khổ. Hỏi: trong đây hành nào nhiếp khổ nào, khổ nào nhiếp hành nào? Đáp: hành ban đầu và khổ ban đầu chuyển chuyển nhiếp lẫn nhau, ba hành tiếp theo và khổ thứ hai chuyển chuyển nhiếp lẫn nhau, ba hành kế và khổ thứ ba chuyển chuyển nhiếp lẫn nhau, một hành sau cùng và khổ sau cùng chuyển chuyển nhiếp lẫn nhau. Trước đã thuyết về tự tánh ái sai biệt, nên kiến lập bốn chủng hành tướng tập đế nên biết là sanh. Này nói về quả sai biệt của bốn chủng khổ. Lại nữa, 16 hành đây bao nhiêu hành không? Có hai hành, đó là hai hành sau của khổ đế. Bao nhiêu hành vô nguyện? Có 6 hành, đó là hai hành trước của khổ đế và tất cả tập đế. Bao nhiêu hành vô tướng là tất cả diệt đế. Bao nhiêu hành hiển nhân thành tịnh là tất cả đạo đế. Hỏi: nói chung do tưởng vô thường năng trụ tưởng vô ngã, cớ sao trong đây trước lại thuyết không? Đáp: trong phạm vi đã sanh quán vô ngã lại do quán vô thường kiến lập vô nguyện, vì lấy hai quán này trước sau chuyển chuyển tu trì lẫn nhau. Lại nữa, thứ lớp bốn thánh đế được nói như vậy, do đây nên khổ là đầu tiên, như đây nên khổ là thứ hai,
Hai khổ đề rốt ráo nhiếp thuộc phẩm hắc, do đề nên lạc là thứ ba, như đề nên lạc là thứ tư. Hai lạc đề rốt ráo nhiếp thuộc phẩm bạch, đầy dụ như bệnh, nguyên nhân bệnh, lành bệnh, thuốc trị bệnh. Lại có cách nói khác, như thế gian tiếp xúc thứ lớp khổ nên kiến lập thứ lớp thánh đế. Vì cớ sao? Những kẻ thế gian đã từng gặp khổ ở nơi khổ đây trước phát khởi tác ý, kế lại ở nơi nhân của khổ đã gặp, kế lại ở nơi khổ ấy giải thoát, sau cùng ở nơi phương tiện giải thoát phát khởi tác ý. Hỏi sao gọi là nghĩa đế? Đáp như sở thuyết, tức là nghĩa không xả bỏ, xa lìa nhau. Do quán tướng đây nên đạt đến nghĩa rốt ráo thành tịnh, đây chính là nghĩa đế. Hỏi sao gọi là nghĩa khổ đế? Đáp nghĩa phiền não sanh khởi hành. Hỏi sao gọi là nghĩa tập đế? Đáp nghĩa năng sanh khổ đế. Hỏi sao gọi là nghĩa diệt đế? Đáp nghĩa kia đều tịch diệt. Hỏi sao gọi là nghĩa đạo đế? Đáp nghĩa năng thành ba đế. Hỏi bốn thánh đế như vậy nhiếp thuộc thế tục đế hay nhiếp thuộc thắng nghĩa đế? Đáp nhiếp thuộc thắng nghĩa đế. Vì cớ sao? Ở trong các hành thuận theo khổ lạc, không khổ không lạc, thì do tự tướng của kia sai khác nên kiến lập thế tục đế, do cộng tướng của kia chỉ một vị khổ nên kiến lập thắng nghĩa đế. Hỏi duyên nào mà nói biết khắp khổ đế, vĩnh viễn đoạn tập đế, xúc chứng diệt đế và tu tập đạo đế? Đáp do khổ đế kia thì chỗ nương tựa là bốn điên đảo, vì chớ điên đảo nên biết khắp khổ, đã biết khắp khổ tức biết khắp tập. Do tập đế kia bị khổ đế nghiệp lấy, tuy biết khắp khổ nhưng vì sự đuổi theo của tập đế nên lại thuyết vĩnh viễn đoạn tập đế. Lại nói xúc chứng, tức là nghĩa hiện kiến, do hiện tiền kiến ở nơi diệt đế nên không sanh khiếp sợ, lại vui thích nhiếp thọ, cho nên kế thuyết xúc chứng diệt đế. Nếu xin tu đạo bén năng thành tựu cả ba nghĩa đã thuyết, cho nên thuyết tu tập đạo đế sau cùng. Hỏi hiện quán đế có bao nhiêu chủng, tướng đây thế nào? Đáp nghĩa quyết định là nghĩa hiện quán, nghĩa đây tức là ở trong các đế, quyết định trí tuệ và nhân kia tương ương với kia, pháp cộng hữu với kia làm thể, đây gọi là tướng hiện quán. Đây lại có sáu chủng như có tầm, có tứ, địa đã thuyết. Trong đây sao gọi là hiện quán đầu tiên là ở nơi các đế quyết định tư duy. Sao gọi là hiện quán thứ hai là ba chủng tịnh tín đối với tam bảo, vì đối với nghĩa bảo đã được quyết định và trí tuệ quyết định do nghe mà thành tựu. Sao gọi là hiện quán thứ ba là giới mà bậc thánh yêu thích, vì đối với các bất luật nghi là nhân dẫn đến nghiệp đường ác quyết định không còn gây tạo. Sao gọi là hiện quán thứ tư, vì ở trong đạo gia hạnh tích tập tương lương đã cực viên mãn, vì khéo phương tiện gọt rũa tâm nên từ ngàn mé thiện căn thuận phần quyết trạch của thế gian không gián đoạn đầu tiên, bên trong khiển trừ tâm duyên giả pháp hữu tỉnh sanh, năng đoạn trừ phiền não sở đoạn thô trọng phẩm hạ của vị kiến đạo. Từ đây không gián đoạn thứ hai, bên trong khiển trừ tâm duyên giả pháp các pháp mà sanh, năng đoạn trừ phiền não sở đoạn thô trọng phẩm chung của vị kiến đạo. Từ đây không gián đoạn thứ ba, khiển trừ các tất cả tâm duyên giả pháp hữu tỉnh các pháp mà sanh, năng trừ tất cả phiền não sở đoạn thô trọng ở vị kiến đạo. Lại hiện quán đây, tức là kiến đạo cũng gọi là đạo song vận. Trong đây tuy có ba tâm thuộc phẩm Tỳ Bác Xá Na và ba tâm thuộc phẩm Samatha, nhưng do chuyển vận song song nên hợp lại thành ba tâm. Vì lấy ở trong một sát na chỉ quán cùng khả đắc nên biết các tâm đây chỉ duyên cảnh phi an lập đế. Lại hai tâm trước tương ứng pháp trí, tâm thứ ba tương ứng loại trí, lại do thế lực tâm đây nên ở trong an lập đế là khổ, có vị hiện quán thứ hai thanh tịnh vô ngại, sanh khỏi khổ trí nên biết vì nương trí đây nên khổ tập diệt đạo trí được thành lập. Ba tâm trước bao gồm cả phẩm chỉ quán năng chứng phiền não kiến sở đoạn tịch diệt, năng đắc vĩnh viễn diệt tất cả phiền não và sự sở y của đạo xuất thế gian, đây gọi là hiện quán trí hiện quán đế. Sao gọi là hiện quán biên trí hiện quán đế thứ năm? Vì hiện quán đây về sau sẽ đắc trí gọi là hiện quán biên trí.
nên biết trí của tâm thứ ba đây không gián đoạn. Từ vị kiến đạo phát khởi mới hiện tại tiền, duyên thế trí trước đã từng quan sát hai địa thượng và hạ, và hai cảnh an lập đế tăng thượng. Giống như pháp trí loại trí thì thế tục trí nhất thông cả thế xuất thế, chính là xuất thế gian hậu sở đắc trí. Như thứ lớp đây ở mỗi một đế đều có hai chủng trí sanh, đó là nhẫn khả dục lạc trí và hiện quán quyết định trí. Như vậy trước đã được hiện quán khởi rồi, ở trong các đế thượng và hạ, hai của hai trí sanh khởi. Đây gọi là hiện quán biên trí, hiện quán đế. Trong đây vì trước loại bỏ duyên giả pháp nên là vô phân biệt, vì trí sau đuổi theo duyên giả pháp là có phân biệt. Lại trí trước ở trong ý chỉ năng đoạn trừ tùy mê phiền não kiến sở đoạn, vị trí sau tư duy sở duyên khiến kia đoạn trừ hẳn không khởi trở lại. Lại trí trước năng tiến đến tu đạo trong đạo đoạn xuất thế, trí thứ hai năng tiến đến trong đạo đoạn thế xuất thế. Chỉ thuần đạo thế gian không thể khiến tùy miên kia vĩnh viễn bị hại diệt. Vì cớ sao? Bởi đạo thế gian và vì tướng chấp dẫn phát, như tướng chấp dẫn dắt như vậy chẳng năng khiến các tướng kia tiêu mất, như các tướng chẳng thể tiêu mất, như vậy cũng chẳng năng vĩnh viễn đoạn trừ thô trọng. Cho nên đạo thế gian kia không có nghĩa vĩnh viễn đoạn trừ các tùy miên. Sao gọi là hiện quán cứu cánh? Do vĩnh viễn đoạn trừ tu sở đoạn nên sở hữu tận trí, vô sanh trí sanh khởi, hoặc chỉ một hướng xuất thế, hoặc thông cả thế xuất thế. Vì ở trong hiện pháp tất cả phiền não quyết chắc đoạn trừ vĩnh viễn, vì ở đời đường lai tất cả sự ý quyết chắc diệt vĩnh viễn nên gọi là hiện quán cứu cánh. Những gì gọi là xuất thế tận trí, tức là trí ở nơi tận cùng vô phân biệt. Những gì gọi là thế xuất thế tận trí, tức là trí ở nơi tận cùng có phân biệt. Những gì gọi là xuất thế vô sanh trí, tức là nghĩa nhân của sự y đầy diệt. Nên trong đời tương lai, sự y không sanh, sở hữu trí vô phân biệt. Những gì gọi là thế xuất thế vô sanh trí, trong đời tương lai, sự y không sanh, sở hữu trí có phân biệt. Lại nữa, có chủng tánh bà la môn kiến lập ba điều là thật là đế. Nhưng chủng tánh các bà la môn kia ở nơi ba điều đây rơi vào ba lỗi lầm nhiễm ô cấu bẩn tâm. Nếu nương đệ nhất nghĩa bà la môn thì những kẻ kia đều thuộc trong số chẳng phải phạm trí. Những gì là ba điều? Một, do dưỡng mạo. Hai, do tu phước. Ba, do an lập quả. Một, do dưỡng mạo. Chủng tánh các bà la môn kia vì cái sành nhai ở trước thí chủ hoặc chú nguyện hoặc xưng khen tán thán hoặc tự thuật. Chú nguyện như có chủng tánh bà la môn kia vì mong cầu một trong các vật nuôi thân nên đến chỗ nhà vua hoặc đại thần của vua hoặc các trưởng giả bà la môn cư sĩ thương chủ giả dối bày trò chú nguyện như cầu nguyện cho oán địch của họ đều bị hàng phục tiêu diệt, các tai họa bất ngờ được giải tan. Lại nguyện cho họ được kiết tường chẳng bao giờ đổi khác, không gì có thể xâm đoạt. Khen vậy tán thán kẻ kia vì mong cầu nên đến chỗ ở của người, rồi giả dối khen ngợi ông thật dũng mãnh, có nhiều mưu sách khéo hại oán địch. Lại đến chỗ oán hại của kia giả dối bày trò nói rằng người gặp phải bọn như thế lại năng hại trừ oán địch thật là hy hữu, thế gian khó có người như các ông. Lại giả dối khen ngợi kẻ có tài vị hưng thạnh dài lâu, thế gian thật khó có được người thành tựu kết tường không hoại như vậy. Tự thuật kẻ kia vì mong cầu mà đi đến chỗ ở của người, hư vọng tự phát lời rằng ông khéo thành tựu tướng đại trượng phu, chẳng bao lâu nhất định tất cả oán địch đều bị tiêu diệt, các tai ương họa hoạn cũng chẳng còn. Nếu ông thành tựu tướng như vậy, nhất định mãi mãi kết tường không chuyển họa. Hoặc nói lời như ông hoặc những nhà thần hữu của ông hoặc nhà thí chủ thường không có sa môn bà la môn khác dễ dàng được cấp thí, chỉ có ta thường được cung kính cúng dường y phục ăn uống ngoạ cụ. Kẻ kia do phương tiện như vậy nên thu được lợi dưỡng, lại sanh sâu đắm trước mê muội chìm đắm chấp thủ kiên cố mà thọ dụng. Hai, do tu phước. Như có chủng tánh các bà la môn tuyên bố việc sát hại vô lượng chúng sanh để phục vụ cúng tế sẽ được
phước. Tuyên bố việc cúng tế sẽ gặt hái quả tốt, lại phải muốn thâu gom nhiều vật dụng nơi sống thượng diệu, nên triệu tập vô lượng quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ gia nhập tiết lễ cúng tế kia đã thu được như vậy, lại chấp là vật sở hữu của mình, khởi tâm lăng miệt lẫn nhau, nên biết kia có ba lỗi lầm như vậy. Ba, do ăn lập quả. Như chủng tánh các bà la môn kia tự nói rằng thân A Tố là còn có thể bị giết hại, thân trời là thường, còn chủng tánh bà la môn là hơn cả tất cả chủng tánh khác đều thấp kém. Nói rộng cho đến các bà la môn là do đại phạm sanh ra, đại phạm hóa ra. Bà la môn kia kế chấp như thế, lập luận như thế nên gọi là an lập quả. Như vậy chủng tánh bà la môn chấp thủ sâu dày ba điều đây, nên theo đó giấy khởi ngôn luận, chỉ cho đây là chân là thật, khác đây đều là ngu mê hư vọng. Những gì gọi là do ba lỗi lầm nhiễm ô cấu bẩn tâm, đó là do lỗi lầm của lời nói, do lỗi lầm của kiêu mạn, do lỗi lầm của nhận thức. Nếu ở ba điều trên mà ngữ nghiệp tà chuyển, đây gọi là lỗi lầm của lời nói. Nếu ở ba điều trên mà thi thiết kiến lập cũng tùy phát khởi ngôn luận bất chánh, so sánh với người khác cho là hoặc hơn hoặc bằng hoặc kém, đây gọi là lỗi lầm của kiêu mạn. Nếu ở ba điều trên mà chẳng quan sát là được hay mất, chỉ một hướng tín thọ tuy được gặp Phật và đệ tử Phật chánh dạy trao về thị xứ phi xứ, nhưng chẳng thể đi vào chánh đạo phân biệt, chẳng thể đi vào chánh đạo về luận của các bậc trí, chẳng thể đi vào chánh đạo an trụ chân chánh, nên biết gọi là lỗi lầm của nhận thức. Ba lỗi lầm đây nên biết đều là chỗ sanh khởi ác kiến. Nếu có người trụ ở ba điều đây sẽ rơi vào lỗi lầm như trên, tuy là chủng tánh các bà la môn đường đệ nhất nghĩa, nhưng kẻ kia đều rơi trong số chẳng phải phạm trí. Lại nếu có người kiến lập ba điều là chân là thật, nhưng ở nơi ba điều không có ba lỗi lầm nhiễm ô cấu bẩn tâm, người kia tuy chẳng phải chủng tánh bà la môn nhưng thuộc trong số bà la môn đệ nhất nghĩa. Những gì gọi là ba điều, đó là chẳng nên hại tất cả chúng sanh, đây là điều đầu tiên. Điều được nói đây chỉ là chân, chỉ là thật, chẳng hư vọng, cho nên người kia ở điều đây không có lỗi lầm của lời nói nhiễm ô cấu bẩn tâm. Lại nương điều đây không dùng ngôn luận thật đế mà so sánh với các người khác, cho là hoặc hơn hoặc bằng hoặc kém, cho nên người kia ở điều đây không có lỗi lầm kiêu mạn, nhiễm ô cấu bẩn tâm. Lại ở điều đây quán chiếu sâu sự được mất, quán sở duyên của kia, năng tăng trưởng thiện pháp, lại năng nhiếp lợi ích thân tâm không tội, hiện pháp lạc trú đối với các hữu tình, điểm ngày tu học an trụ nhiều nơi tưởng từ. Lại ở điều đây không tin theo người khác mà hành, bên trong tự hiểu biết chân chánh là đế là thật, mà ở nơi thật đế không hư vọng chấp trước, cho nên người kia ở điều đây không có lỗi lầm nhận thức nhiễm ô cấu bẩn tâm. Như vậy tất cả hành vô thường gọi là điều thứ hai, còn lại như trước thuyết. Như vậy tất cả pháp vô ngã gọi là điều thứ ba, còn lại như trước đã thuyết. Trong đây khác biệt đó là ở điều chân thật thứ hai thay đổi, là ở nơi tất cả hành đêm ngày tu học trụ quán sanh diệt. Ở điều chân thật thứ ba thay đổi, là ở nơi tất cả pháp đêm ngày tu học nhiều trụ tưởng không ngã, ngã sở. Nếu thường ở ba điều đây thì không có lỗi lầm nhiễm ô nơi tâm, cho nên người kia tuy không phải chủng tánh bà la môn nhưng thuộc trong số bà la môn đệ nhất nghĩa. Như vậy ba điều đây thành tựu pháp chân thật của bà la môn, xa liệt ba lỗi lầm, duy chỉ có Như Lai là bậc trần giác.